Xót xa bố qua đời vì Covid-19, hai con nhỏ phải tự chăm sóc nhau trong khu cách ly. Những ngày này, tại tâm dịch Bắc Ninh, con số bệnh nhân mắc Covid-19 vẫn không ngừng tăng. Nhiều gia đình ly tán vì người là F0 phải nhập viện điều trị, người là F1 phải đi cách ly tập trung. Không ít câu chuyện ở khu cách ly khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Trong đó, câu chuyện hai chị em gái phải tự chăm sóc nhau trong khu cách ly sau khi bố qua đời vì Covid-19 đang là tâm điểm gây chú ý của dân mạng. Trong căn phòng nhỏ ở khu cách ly Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, hai chị em Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 2012, và Nguyễn Xuân Mai, sinh năm 2016, ngơ ngác bấu víu vào nhau giữa không gian hoàn toàn xa lạ. Chị Nga, người dì ở cùng phòng cách ly với hai cháu, thỉnh thoảng nén tiếng thở dài thương cảm. Chị không biết rồi đây tương lai của hai đứa sẽ đi về đâu, vì bố của cháu bé chính là bệnh nhân 3055, vừa qua đời vì Covid-19. Mẹ và anh trai của hai bé cũng mắc Covid-19 và đang điều trị tại hai nơi khác nhau. Anh Biên, chồng chị Nga, chia sẻ với VTC News. Gia đình anh Hùng thuộc diện khó khăn, anh Hùng làm công nhân nuôi cả gia đình. Vợ anh là lao động tự do, ai thuê gì làm đấy, cố kiếm đồng ra đồng vào phụ chồng nuôi ba con nhỏ dại. Định mệnh tăm tối bắt đầu vào một ngày cuối năm 2020, anh Hùng bị tai nạn giao thông, phải điều trị não ở Bệnh viện Việt Đức. Anh Hùng lại không có bảo hiểm nên chị Dung nghỉ việc chăm chồng. Cuộc sống của gia đình anh chị lại thêm khó khăn chồng chất. Sau đó, anh Hùng bị biến chứng viêm màng não mủ, được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2, xã Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội, điều trị từ ngày 24 tháng 4. Do bệnh tình quá nặng, gần 10 ngày sau, anh Hùng bị bệnh viện trả về. Số phận bi đát không ngừng bám lấy con người khốn khổ. Ngày 5 tháng 5, khi test nhanh sàng lọc, Sở Y tế Bắc Ninh phát hiện anh Hùng dương tính với SARS-CoV-2 từ nguồn lây Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Chị Dung, vợ anh Hùng cũng có kết quả xét nghiệm mắc Covid-19. Cả hai được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2. Ba người con của anh chị là cháu Nguyễn Hữu Duy sinh năm 2009, Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 2012, Nguyễn Xuân Mai 2016 là F1, được đưa đi cách ly tại Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Dù được cấp cứu điều trị tích cực, nhưng vào tối 16 tháng 5, anh Hùng không qua khỏi, với chẩn đoán tử vong do viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Khi anh Hùng mất, người vợ điều trị cùng bệnh viện cũng không được nhìn mặt chồng lần cuối. Các con anh Hùng vẫn ở khu cách ly không thể về chịu tang bố. Nghe người lớn nói chuyện, có lẽ bọn trẻ đã biết bố mất, nhưng chúng còn quá nhỏ nên chưa nhận thức được hết sự mất mát. Chỉ có cậu con trai lớn là buồn bã, ít nói hẳn, anh Biên kể lại. Buổi trưa sau hôm bố mất, bé Duy cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức cậu bé được chuyển tới Bệnh viện Dã chiến huyện Gia Đình. Lúc này chỉ còn bé Tuyết và Mai, hai chị em tự chăm nhau, lủi thủi quanh căn phòng khu cách ly. Bác sĩ Ngô Thị Linh, Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành cho biết, ba anh em Duy được đưa tới cách ly tập trung từ ngày 6 tháng 5. Chị Nga, dì ruột của các cháu là F1, cũng được bố trí ở cùng phòng. Tuy nhiên, người phụ nữ này có con nhỏ 2 tuổi, nên phần lớn anh em Duy tự bảo ban chăm sóc nhau. Các cháu rất ngoan, có lẽ do hoàn cảnh khó khăn từ bé nên cả ba anh em Duy đều tự lập, có ý thức tự ăn uống, vệ sinh cá nhân. Mỗi khi các cô gõ cửa để đo nhiệt độ, đều mang giấy ra xếp hàng để đo. Khi bố các cháu mất, chúng tôi mới tìm hiểu hoàn cảnh, liền kêu gọi ủng hộ. Nhiều mạnh thường quân biết tin mang đồ ăn, sữa, quần áo cho các cháu. Chúng tôi cũng dặn gia đình, nếu có khó khăn hoặc cần thay đổi đồ ăn cho các cháu thì báo trung tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức. Bác sĩ Linh cho biết thêm. Mọi ủng hộ dành cho gia đình anh Hùng xin gửi về địa chỉ xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại của chị Dung, mẹ các cháu 033-475-2836. Anh Biên, chú các cháu 0983-55-00-33.